Không có anh Toản ở đây rồi. Anh Toản ở đây, anh bảo à mới bắt con này đúng không? Đây này. Chia sẻ với anh em một tác phẩm mà anh Thắng Video Bonsai, một trong những người đang tích cực trong phong trào yêu cây cảnh, truyền tải những cái thông điệp. Vâng. Cây này là một tác phẩm rất là đẹp. Nó cắt cụt với nó cao khoảng 20 phân ấy, bao tiền đấy? Con này mua của Thắng ấy, con mua của Thắng ấy. Đấy. Con lên của Thắng ấy. Anh em nào mà thực sự đam mê mà hiểu tác phẩm này nhá. Tác phẩm này có cái giá gần 1 tỷ. Đấy. 1 tỷ tác phẩm này anh em ạ. Kinh khủng quá. Trong những cái phôi già sụn rồi. Nam điệt xịn. Cái này thế bảo cũng nhiều tiền này, nhưng mà tuổi nó hơi. Anh mà với những tác phẩm của anh em thấy là anh ít đục không? Là hay là anh ở cái chiều hướng khác? Không phải, mình nhìn là cây nó ngày xưa có những cây thì mình phải đục. À vâng. Có những cây mình phải. Em cũng theo dõi vườn anh rồi cũng thấy ít. Chứ tại vì phải. Anh lấy cây là từng lần là những cái cây cổ, những cây cây chuẩn chỉ. Nếu mà những cây mà thì nó là phôi. Vâng. Bắt đầu mình nuôi thì có thể mình đục nữa được. Vâng. Còn cây nó đã vào mịn rồi thì có những cây mình phải chấp nhận. Đó như chia sẻ của anh Hòa Taxi nhá anh em nhá. Thì em cũng biết đến Hòa Taxi đang sử dụng và cây nào cũng đục đúng không? Vâng. Vì nhiều lúc cây nó có một vết thương nó còn lâu liền nữa nhiều. Như lúc bắt đầu từ thành phôi thì có thể mình cứ đục nó thì để đến lúc nó mịn rồi thì nó liền được. Đấy, gặp vua ghép ở đằng sau kìa. Chuyên gia đóng này. Nghe thông tin nổi tiếng lắm rồi mà chưa có dịp nào chứng kiến anh nhỉ. Cái này qua bán nó về trên chỗ tao này. À cái đây em. Chiều bọn em cũng còn ấy bảo ngày trước báo bọn em hơn 500 mà không biết là báo về kia. Bán trong cũ. Vâng, anh em về. Cái con trực đi bao tiền này? Con này cũng phải mất một thời gian đấy anh nhỉ, cũng phải giật. À, thời gian nó còn rất dài, chơi cây thì đôi khi là ta phải còn chờ đợi. Hoàn thiện lâu đấy. Vâng. Không, cũng đẹp đấy. Không, có nét. Có nét. Em thích là những cái điểm này, nó nói như anh là có những cây phải đục đúng không? Những cái điểm này đục ra. Em khẳng định đây cũng là một người rất là biết đục đấy. Hello, con này thì là tôi luyện. Tôi luyện này. Bây giờ có ba cao nhân ở đây thì tác phẩm này sau này không biết là có định hình được. Anh Hải anh xem là ý kiến của anh về cái tác phẩm này tí. Không thì ai cũng được thôi, nhưng mà với những tác phẩm này thì nói như anh Hòa vừa tâm sự là nó phải mất thời gian. Còn ai là người dựng tác phẩm này thôi. Thực ra phải mất thời gian rồi. Hậu nhân. Tôi cũng vừa tham khảo ý kiến của anh Hòa rồi. Mặt sau thế nào về Hòa? A2. Nó được. Sao không đẹp? À để quay nét mặt sau đi nhá. Mặt này thì khỏi phải chê rồi. Nguyên được cái tay này đẹp. Vâng. Không nối niếc gì đúng không? Nguyên bản đúng không? Vâng, nguyên bản. À mà Hải ơi, Mạnh Nhà Cổ nào lấy cái trực của anh Thành Quán Toàn đấy gì? Tí anh xuống đây không? À, anh ấy đang ở dưới đấy, bọn em tí cũng xuống dưới đấy. À thế à? Không gặp tí nữa ghé đấy chơi nhỉ? Vâng, tí anh em đây. Gần đấy đúng không? Vâng. Từng ấy nó phải về nhỉ? Không đi trước tối về. Tí nữa ghé đấy. Anh cũng xuống dưới đấy hả anh? Bác Hồng, bác Mạnh Cổ của anh. Bác Hồng. Anh Toàn sang đi nhá, tí em ghé đây đi chơi đi. Đó, một tác phẩm như này anh em ạ. Thắng Video Bonsai nhá. Thì em có thể liên lạc trực tiếp với anh Thắng đi. Để chúng bonsai sẽ tìm cái cạc với zip. Anh Thắng đây. À, khu này cũng đi quay nhiều, cũng sở hữu rất nhiều tác phẩm đẹp anh em ạ. Đó, mà lại khéo nói anh em, như không như anh em chung bonsai và bonsai chí hiệu được. À, nên là anh sở hữu rất nhiều tác phẩm đẹp cũng như quý. Để yêu mà đam mê mà có điều kiện mà sưu tầm những tác phẩm này thì chắc là chỉ có Video Bonsai thế nha anh em nhá. Đấy, nói về một số anh em thì hay để comment bên trên mà mấy ông đi quay
không ông nào có vườn đẹp thì đây là một cái vườn mà Trung Bonsai muốn chia sẻ tới anh em thôi. Đấy. Đây anh em, số điện thoại là 0904 2828 27. À, xanh ôm đá. Đấy. Con này thì trước đó anh Thắng anh có nói là chưa thay chậu, anh đã báo giá với chúng tôi là hơn 500 triệu rồi. Thì theo anh Hòa taxi thì nói là cây này đã về thủ đô, về Bắc Giang rồi. À về đây. Đây hả? Ờ, cây này thấy bảo giao lưu rồi. Thì chắc là thôi thì mình cũng không tiện nữa vì Huyền không hỏi giá. Cũng không biết có phải Huyền Phụng Vũ không, nhưng mà con này nó múa chứ ở trên chứ không múa dưới đâu mà. Cái nó độ gần. Gần. Kinh quá. Nói chung là đó, hàng VIP đang còn bên trong đây này. Có mấy cây nhỏ nhỏ đấy. Anh em đi xem cây này, tại vì là cũng do buổi trưa này rồi. Một số anh em là buồn ngủ, một số anh em là chưa thỏa mãn lòng đam mê hết được. Vì còn rất nhiều vườn đẹp mà để cho anh em có thể chiêm ngưỡng. Vì đến những cái vườn như này anh em phải vạch lá tìm sâu thì biết được cái đấy cho nó. Còn nó trên tỷ. Đây, cũng vừa giao dịch về. Nói cái giá này thôi, anh em có thể là tham khảo nhá. Vì số điện thoại Trung Bonsai vừa cho trên rồi. Thương lượng. À, thương lượng thôi. Còn anh Thắng thì anh nói là cái giá này nó phải tầm tiền đó thì có thể mới ra được. Còn với những người chơi cây mà người ta còn tiếp tục còn phải thổi hồn vào đây. Thì theo kinh nghiệm của anh Hòa taxi cũng là Hải Bùi Văn thì vừa anh em vừa tham khảo đây thì nó cũng phải còn phải mất thời gian. Nhưng mà thời gian nó không lâu nhá. Đấy, nó cũng đã sụn cây ra rồi. Rất là to chứ không nhỏ đâu. Wow. Chậu đá. Ok nhé em nhé. Số điện thoại cũng như địa chỉ rồi tại tỉnh Ninh Bình đây, công viên Non Nước. Thì tất cả anh em đều tụ tập một rất nhiều tác phẩm ở đây, cũng như là cái buổi mà giao lưu đai cây cảnh mà Trung Bonsai chúng ta đăng rồi. Thì anh em nào mà đam mê thực sự mà về được Ninh Bình thì ghé vườn cây của anh Thắng Video Bonsai. Đấy, cũng như một số anh em của hội viên công viên Non Nước đây thì sẽ được chiêm ngưỡng những tác phẩm kinh điển có 102. Đặc biệt là các anh cũng cứ vào ra liên tục nên là anh em có thể là giao lưu thôi. Đây, cái cốt này lúc đầu Trung Bonsai cũng quay rồi. Cốt quý thì luôn luôn có giá cao. Hàng đẹp, hàng VIP nhá, thì luôn luôn được anh em săn đón. Hôm nay quay một tác phẩm của anh Thắng đây thì cũng mong anh em nào mà hiểu được giá trị của nó, cũng như là những tác phẩm của anh Thắng đây thì ta có thể thương lượng nhá. Thương lượng cái giá hoặc là gọi trực tiếp cho anh để ép giá đi. Đó. Tổ tanh bành. Xì. Cũng có sự độc đáo trong này.
Mình cũng xin được dừng video nhé em nhé. Hẹn tất cả anh em ở những video tiếp theo tại một số vườn cây của tỉnh Ninh Bình đây. Mong anh em vào xem và đừng quên nút đăng ký cũng như nút chuông để tiếp tục theo dõi nhé. Anh em nhớ vào và cảm thấy ưng tác phẩm này thì liên lạc trực tiếp với anh Thắng video bonsai để ta có thể ép giá anh nhé. Vì anh Thắng anh cũng rất là dễ thôi. Một trong những người mà đang đi rất nhiều nơi như này thì có thể ta có thể gọi trực tiếp mà ép giá này thì nó cụ thể hơn. Còn cái giá mà anh đưa ra là khoảng trên dưới 1 tỷ đấy thì anh em có thể là tham khảo nhá. Có khi là đối với người khác nó còn nhiều hơn. Đối với một số anh em mà mới chơi cây thì cảm tưởng tác phẩm này thì nó lại không đến. Có những anh em là còn đề comment dưới là củi cơ. Nhưng mà thực ra củi như này thì cũng giờ cũng là hiếm rồi.